Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài có tựa đề Mùa lúa chín. Các em hãy mở quyển sách tiếng Việt lớp 2 tập 2 ra, trang số 66. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc bài thơ Mùa lúa chín và trả lời những câu hỏi trong bài học ngày hôm nay nha. Bài 3 là bài Mùa lúa chín. Đầu tiên các em sẽ thi, chúng ta sẽ thi tìm những cái từ ngữ tả cái mùi hương của một loài cây, hoa hoặc là quả. Rồi, chúng ta sẽ nhìn cái hình ảnh ở dưới đây. Chúng ta sẽ tả cái mùi hương hoa quả. Ví dụ như đây là trái mít thì thơm ngát. Rồi hoa hồng thì thoang thoảng, nồng nàn. Đó, chúng ta sẽ cái này ví dụ như đây là khoan khoái chẳng hạn. Sau khi các em tìm những cái từ ngữ tả của một cái loài cây hoa quả rồi, bây giờ cô sẽ chuyển xuống phần bài đọc. Mùa lúa chín. Vây quanh làng một biển vàng như tơ kén, hương lúa chín thoang thoảng bay, làm say say đàn ri đá. Lúa biết đi chuyện rầm rì rung rinh sóng, làm sáo động cả rặng cây, làm lung lay hàng cột điện. Bông lúa quyện triệu bàn tay, như đựng đầy mưa gió nắng, như đeo nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang đồng lúa hát. Nguyễn Khoa Đăng. Sau khi các em đọc bài rồi thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Bài học ngày hôm nay có 3 câu hỏi mà thôi. Câu thứ nhất, các em sẽ tìm những cái từ ngữ tìm cái từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong cái khổ thơ đầu. Các em mở lại cái khổ thơ đầu nè. Chúng ta sẽ thấy những cái từ ngữ tả cảnh lúa chín. Một biển vàng như tơ kén. Đây là biển vàng, lúa chín như là một cái biển vàng vậy á. Rồi, như tơ kén, đây là những cái từ ngữ tả cái cảnh lúa chín. Tiếp theo câu 2, khổ thơ thứ 3 nói cái điều gì? Đây là cái khổ thơ số 3. Thì khổ thơ thứ 3 nói về điều gì? Nói về người nông dân vất vả để làm ra hạt lúa. Người nông dân vất vả làm ra hạt lúa. Câu số 3, em thích khổ thơ nào? Vì sao? Ví dụ như em thích cái khổ thơ đầu tiên nhất. Vì nó gợi ra cho em hình ảnh cánh đồng lúa chín có âm thanh và cả màu sắc nữa. Rồi, em thích cái khổ thơ đầu tiên hay là khổ thơ số 1 đó? Em thích khổ thơ đầu tiên. Vì sao các em? Vì nó gợi cho em hình ảnh cánh đồng, cho ta thấy cánh đồng lúa chín rồi có âm thanh và cả màu sắc nữa.
Và tiếp theo là các em sẽ học thuộc lòng hai cái khổ thơ mà các em thích. Xuống dưới đây các em sẽ chia sẻ về bức tranh ảnh mà cái cảnh vật quê em, nơi em đang sinh sống, và nói cái câu bày tỏ cảm xúc về cái cảnh vật đó. Phần tiếp theo đó là phần viết, các em sẽ được viết âm y dài và viết cái câu yêu nước thương nòi. Số 3, các em sẽ tìm từ 3 cho đến 5 cặp từ ngữ chỉ cái sự vật. Các em lưu ý là chỉ sự vật và cái màu sắc trong cái đoạn thơ ở dưới đây. Cô thấy nè, đó là tre thì màu xanh, tre xanh nè, lúa cũng xanh nữa, lúa xanh. Rồi trời thì cũng màu xanh luôn, trời xanh. Rồi tiếp theo, ngói thì đỏ tươi, ngói thì đỏ nè. Trường học thì đỏ thắm, trường học thì đỏ thắm. Câu số 4, các em sẽ đặt từ 2 đến 3 câu tả một cái cảnh đẹp mà các em thích. Ví dụ như cánh đồng mùa gặt thật là nhộn nhịp, như là trải hội vậy. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như cái chuông bên góc tay phải để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo.